Hello anh em, mình hôm nay lại về được một ít E3 nhé. E3 các bạn, theo mình ý, nó cái phân khúc mà 10 triệu ý, thì với cả E3 10.5 là hai sự lựa chọn khá là ngang ngửa. Nhưng mà cái E3 thì nó có cái ưu điểm riêng, nó là cái cấu hình của nó là nó có cái chip 12 Bionic, thế thành ra là nó chơi game nó sẽ mượt hơn cái 10.5. Cái dòng Pro 10.5 thì là nó lại có những cái ưu điểm của riêng nó đấy. Nói về những cái sản phẩm tiêu điểm của hãng ấy, thì là iPad Pro được đánh giá là được hãng Apple họ đánh giá là cái sản phẩm tiêu điểm của dòng máy tính bảng. Tất nhiên là mỗi một đời series ra ấy, thì là nó có những cái cấu hình nó khác nhau, nhưng mà mỗi một năm ấy, khi mà Apple họ ra những cái dòng iPad Pro ấy, thì nó luôn là cái sự chú ý nhiều nhất hơn so với những cái phiên bản khác đấy. Nhưng mà để đánh giá thì là cái chip A12 Bionic này thì là nó chơi game và khá là mượt. Nó đỉnh luôn với giá tầm tiền. Bây giờ chúng ta có thể suy tính thêm chip A15. Bây giờ là rẻ nhất là hôm qua mình vừa bán là dòng Mini 6 thì cũng đã hơn 12 triệu rồi. Đấy, mà trong đó nó chỉ là màn 7.9 inch. Còn đây là chúng ta sẽ có một màn hình 10.5 inch. Đấy. Nhưng mà với giá chỉ hơn 10 triệu cái dòng E3 này thì là mình nghĩ là rất hợp lý. Đây là hàng keng các bạn nhé, chạy chip 12 Bionic mà hàng keng luôn, sạc ít pin cao. Đấy. Theo mình đánh giá thì nếu mà để so với giá tầm 10 triệu màn hình to thì chúng ta sự lựa chọn của mini dòng E3 này thì cũng là khá là hoàn hảo, vì nó dòng này đời mới. Con này là ra 2020 đúng không? Đúng nhỉ, E3 này 2020-2019 vậy. Nhưng mà về chi tiết thì tôi không phải chuyên về review về sản phẩm, nên đánh giá về mặt chung thì là E3 này nó có độ bền của pin nó cao hơn dòng 10.5, màn hình thì nó cũng đẹp hơn đấy. Máy thì nó cũng keng hơn đấy. Nếu mà anh em nào mà mua E3 thì liên hệ qua mình số điện thoại 0567-0518, hoặc là muốn cần 10.5 bên mình có. Sắp tới thì chỉ có một ngày hai ngày nữa là mình sẽ có 10.5 phiên bản 4G 64GB. Nó cũng tương đồng với cả con E3 này, 4G 64GB. Nhưng mà giá rẻ hơn 1 triệu, hàng đẹp cũng như này. Anh em nào thích chip A10 của Pro ấy, thì mua Pro. Thích camera của Pro thì mua Pro, còn thích chip thì chúng ta chuyển sang E3 nhé. Còn ngoài ra thì trên tay mình đây là E2 4G. Chip của nó chỉ A8X thôi, nhưng mà giá nó cũng rất rẻ. 4G ở đây chúng ta phiên bản 16 thì có giá 5.2 triệu. Ba mẫu hàng 99 keng nhá, pin cao hết. Ngoài ra nữa là anh em có thể là phù hợp với lứa mọi tầng lớp lứa tuổi tiền thì chúng ta sẽ có thêm là phiên bản iPad E1, giá chỉ có 3.600.000 các bạn nhé. 3.600.000, hàng Zino 99 keng luôn đấy, pin cao trên 8x. Mẫu này thì là cực kỳ phổ thông và rẻ tiền, màn hình 79.7 inch, phù hợp chạy iOS 12, cho nên phù hợp tải được mọi ứng dụng của Apple cũng như là cái chương trình học online. Hiện tại bây giờ chúng ta chỉ cần iOS 12 là chúng ta có thể tải thoải mái rồi. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem video. Mua thì bên mình có bán lẻ nhé, có hỗ trợ COD toàn quốc. Anh em mua lẻ thì lưu ý là phải cọc tiền trước 500.000, tối thiểu 500.000. Bye bye.